จะด่าเดี๋ยวหรอกนะTết đến rồi. Ai đây nhỉ? Bác thì ngày tối. Tết đến rồi. Đúng rồi. Bác Nam đâu rồi? Bác Nam chưa vào à? Còn thấy lấy gà đi bán. Bác Nam trai nữa. Thấy đều gà đi bán. Vẫn còn thấy đều gà đi bán không? Đều gà đi bán. Hôm nay chắc là tân hàng thôi nhỉ? Bác Nam bạn điều mẹ đã đi Thế mà thế à? Mà chắc hết.
Hả? Tên tên này đây này. Đây mà bút mà còn học tên để mà tổng bị hắn mà bút à. Bút theo liếc rồi này mà. Thôi à. Không được nghĩ ra để bà làm nhé. Ta thích mà tô khẩn sang ba mà mới xem để là xem là nó ngồi im nhá. Này bà ấy mà bút này cả à nè bút chặt cái tay này mất bật. Tiền cho sao
sử thi vào bên người à 19 à sinh ngày 19 ngày 19 tháng 12 là một bàn chim cẩu mình khen nhận khen đến nó cũng ơi ngủ thì khen hôm nay mình nấu lúc mình cậu ai theo ở bài mình cậu kia con nương xin yêu lòng người con câu
đại cần quân hương lại là sẽ cô bố bảy đại sẽ ảo cày hương ba là mai mưa bảy câu thăm thêm chỉ đi cổ khảo mai nghe hai cao xin hương thôi ra mưa cả đá lấy khai nặng đường bừng đăng tay chạy nặng bừng nhằm hồ biển đừng làm thế khai nặng quay thông cả thông cấm thông thả chứ hương rào đau chứ cô thăm thêm chỉnh đi cổ khảo mai nghe hai cao xin cô con cao quân đi con đường cả na nam mi ơi
tương tiền tuyến tháp chinh tên phá bảy đường tân chương quê bàn quê khăn ba mê kim nạ dương quê hộp mừng là kinh do quê kinh và thị cốc kinh là gió khi là phương kinh ba đồng chí sư đang kinh lòng càng thơ bạc văn chữ lô sợi mọi nơi em kỳ đã đây sung là thơ bảy mường kinh lô đã đây sung là cương đăng bảy ba ngày này nam căng thơ bờ sông không lấy nam căng tiên đa lời xa cứ vẫn chinh nghi đào dưới hương châu vẫn mặn dài sao rơi thank you.
Thank you.
trong bên phía bư đà đầy cho thầy với bên thân phải ta thân lắm đây làm tiền thành nhà bà đây muốn sinh hạt nhưng đây đã là tiền bởi lọt
kêu cùng ý nhau nào tình tĩnh vọng thần con nam màu tiếng đàn đã không bị khăn đi khăn thi khăn thang thang khăn chết đi con cậu con đi con về khăn lắng mà cô đàn đàn khăn đi con cậu con đi lại cùng con lại nà lại chỗ lại tiền lại chỉ lại sai cần đồng làm đi thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ít thì đi đất rồi, khổ lắm.
tiệm là tầm 19 cái lãi thôi. Hơn bữa chỉ em đang lãi đi. Đi lãi cứ. Thiếng à? Mình kiếm thì lãi cứ. Bây giờ được cái bà hả? Tưởng nó xé cái lết à? Để cày mà long vậy, nên long phải coi ha, để cày không hay để cày thế nào? Mọi người. Bye bye nha.